Em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đam mê và yêu thích mai vàng. Thì trước tiên em cũng xin được chúc cho anh chị ngày mới thật nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc. Thì clip ngày hôm nay em cũng muốn chia sẻ đến với anh chị về cái vấn đề đó là những cái hiện tượng mà dẫn đến cây mai chúng ta nó bị cháy lá, rồi cháy rìa lá và những cái đọt non nó ra nó cháy nó đen. Thì những nguyên nhân đó là do đâu? Thì bây giờ em sẽ vô chi tiết và chia sẻ đến với anh chị. Đó thì nguyên nhân thứ nhất mà dẫn đến cho trên cây mai chúng ta nó bị cháy lá, cháy những cái lá như vậy đây, nó phỏng và nó cháy, đó là đối với những cây mà sau khi chúng ta bấm xả tàn, chúng ta để trong mát, trong nhà mát, hoặc là chúng ta dùng lưới lan màu đen đó, chúng ta trùm, chúng ta che lại và chúng ta tưới kích rễ, rồi cũng như là phun xịt những cái kích thích để cho nó kích thích chồi nó phát triển. Thì đến khi lá nó phát triển ra như vậy đây, những cái lá chồi lá nó đã phát triển ra như vậy đây, chúng ta đưa ra nắng đột ngột thì nó sẽ dẫn đến cây mai nó tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp đó, đột ngột, bởi vì thời gian dài nó nằm trong mát mà, khi đưa ra ngoài nắng nó sẽ bị nắng nóng, nó làm phỏng cái lá và dẫn đến cháy lá ha. Cây mai nó sẽ không quang hợp được, nó dẫn đến là cây mai nó sẽ bị suy yếu. Thì hôm nay em chia sẻ với anh chị mình một cái cách để chúng ta làm sao cây mai chúng ta sau khi chúng ta bấm xả tàn rồi để trong mát, hoặc thì chúng ta trùm lưới, che lưới gì đó, nhưng sau khi nó ra chồi nó sẽ không bị cháy lá ha. Thì đây là minh chứng nha, cây mai này của em nha, đây là minh chứng. Thì cái kết quả nó được như vậy em mới chia sẻ với anh chị. Thì anh chị mình biết cái cây mai này là cách đây những clip trước em có quay, em có nó chia sẻ, em quay lên là em nói là cây này nó bị, khi em bứng về nó bị rũ lá. Nó bị yếu, nó rũ lá. Thì em xả tàn và em sử dụng cái lưới lan màu đen đó, em trùm lại ha. Cách đây mấy clip đó em có chia sẻ em trùm lại. Thì tới bây giờ chồi lá nó đã ra như vậy đây, mà nó đâu có lá nào bị hư, bị cháy gì đâu. Anh chị thấy lá nó ra mơn mởn luôn đó. Thì cái cách đó, mình làm cách nào để được như vậy đó, bây giờ em sẽ chia sẻ với anh chị. Thì cái clip này á, em chia sẻ có thể là sẽ nó hơi trễ đối với một số anh chị đã bị cháy lá, nhưng vẫn còn một số anh chị là tới nay mới bấm xả tàn và để cây trong mát. Thì anh chị mình xem để mình áp dụng ha. Sau khi chúng ta bấm xả tàn để trong mát và che lưới lan, thì khi anh chị mình để ý thấy cái cây mai chúng ta mà nó nhú cái chồi lên như vậy đây ha, nó nhú ra cái chồi nhỏ như vậy đây, đây nó nhú ra cái chồi, mới nhú ra cái chồi nha, chưa ra lá nha, nó nhú lên vậy thôi. Thì chúng ta tiến hành tháo bỏ lưới hoặc là để trong mát, thì chúng ta dời cây ra nắng liền, đừng chờ đến khi lá nó ra rồi mới dời. Khi nó mới nhú như vậy là chúng ta dời ra liền, chúng ta đưa cây ra nắng liền. Thì anh chị khi đưa cây ra là chúng ta đưa cây ra vào buổi chiều mát nha, cây đang nằm trong mát mà anh chị muốn đưa ra ngoài để cho nó tiếp xúc ánh nắng, thì anh chị chiều mát anh chị mình đưa ra, hoặc là chiều mát chúng ta tháo lưới ra liền. Sau khi tháo lưới chúng ta sử dụng nước, chúng ta phun sương lên cái thân cành cho cây cho nó mát. Rồi chúng ta để như vậy, sáng ngày hôm sau cho nó qua một đêm sương đi, rồi sáng ngày hôm sau khi ánh nắng buổi sáng nó hé lên, chúng ta sử dụng nước phun tưới từ trên thân cành tưới xuống dưới gốc thoải mái, tưới đủ nước, thì anh chị mình sẽ thấy những cái mầm này nè nó phát triển rất là lẹ. Khi nó tiếp xúc được ánh sáng mà, thì những cái mầm này nè nó sẽ vươn lên rất là nhanh, và những cái chồi nó vươn lên và cái lá nó mở ra rất là nhanh, nó phát triển rất nhanh đó. Anh chị mình thấy nó mơn mởn luôn, không bị ảnh hưởng một cái gì hết. Đây là minh chứng cái cây mai của em nè. Sau khi em tháo lưới ra được, tới nay là được
5 ngày 6 ngày gì rồi. Ha, 5 ngày 6 ngày rồi mà anh chị mình thấy nè. Đó, chồi lá nó ra rất là đẹp. Nó ra mơn mởn luôn á. Nó phát triển rất là nhanh. Anh chị mình thấy không? Chồi lá nó ra nè. Chỉ mới 5 ngày 6 ngày gì thôi. Mà nó ra như vậy đây. Đó. Lá rất là tươi đẹp, không có bị một vấn đề gì hết. Đó. Thì đó là cái cách để chúng ta tránh cái tình trạng cây mai bị cháy lá sau khi chúng ta để trong mát hoặc chúng ta trùm lưới để cho cây nó phát triển tốt, mà em đã áp dụng và thấy nó đạt hiệu quả như vậy thì em chia sẻ đến với anh chị để hy vọng giúp được anh chị mình trong cái vấn đề chăm sóc cây mai. Còn cái nguyên nhân thứ hai mà dẫn đến cây mai chúng ta bị cháy lá, anh chị mình thấy ha, sau khi cây mai chúng ta bấm xả tàn và tưới kích rễ để phục hồi, chồi non nó vẫn ra như vậy đây, nó vẫn cứ phát triển, đang phát triển ra như vậy, nó đang phát triển ra bình thường như vậy. Tự nhiên anh chị mình thấy có cái hiện tượng nó cháy ở mép lá, những cái lá này nó cháy ở mép này, cháy ở rìa mép hoặc ở đầu lá, và những cái lá non như nó ra như thế này đây, anh chị mình thấy ha, những cái chồi non nó ra lá nhỏ như vậy đây, nó bị đen, bị khô, nó không phát triển nữa. Thì cái trường hợp này á, trước tiên anh chị mình phải kiểm tra coi cái chất trồng của mình. Thứ nhất á, là chất trồng quá lâu, quá cũ. Đó, nó không còn dinh dưỡng gì nữa hết. Cái thứ hai là nó sinh ra những cái nấm khuẩn. Thì khi cái chồi mới nó phát triển thì lúc đó bộ rễ, những cái rễ tơ nó phát triển ra. Và nó gặp cái chất trồng nó kém chất, nó kém dinh dưỡng và nó có những cái nấm khuẩn. Nó làm cho những cái rễ tơ mới ra không phát triển được, đứng lại, hư rễ. Đó. Rồi bên cạnh đó cũng có một số anh chị là sau khi bấm xả tàn và thay chất trồng mới cho cây, anh chị mình lại sử dụng một cái loại chất trồng, đó là anh chị sử dụng cái tro đốt, cái trấu mà người ta đốt ra màu đen đen thui lùi đó, hay kêu bằng tro đốt đó. Anh chị mình lại sử dụng cái đó để trộn và trồng cây mai. Thì anh chị mình biết trong cái tro đốt đó nó mặn. Thứ nhất là nó mặn, nó có cái chất mặn. Cái thứ hai á, là nó rất là nóng. Bởi vì khi anh chị mình sử dụng cái chất trồng đó để anh chị mình trồng cái cây mai thì cây mai nó vẫn ra chồi nha, vẫn ra chồi. Khi cây mai nó ra chồi thì lúc đó cũng là lúc những cái rễ tơ nó bắt đầu nó phát triển. Mà cái rễ tơ nó phát triển ra, anh chị mình biết rồi, những cái rễ tơ nó phát triển ra nó gặp cái chất mặn nè, rồi á nó nóng thì nó phải cháy, nó cháy nó hư, nó không phát triển nữa. Mà không phát triển nữa thì nó không hút được nước, không hút được dinh dưỡng để cung cấp lên cho lá, bắt buộc lá nó phải cháy thôi, nó phải giải phóng mà. Nó cháy ở rìa lá, từ từ nó dẫn đến cái cây mai nó bị suy, và nó dẫn đến có thể chết cây luôn. Nếu như chúng ta không xử lý kịp thời, thì để mà khắc phục được cái tình trạng này, anh chị mình ngay lập tức nhổ cây mai ra, chúng ta nhổ cây mai ra, rồi chúng ta xịt rửa sạch sẽ bộ rễ. Sau đó chúng ta sử dụng chất trồng mới. Đó là anh chị mình sử dụng sơ dừa và vỏ trấu sống nha. Em đã chia sẻ đây nè, sơ dừa và vỏ trấu sống chúng ta trộn làm giá thể để trồng cây mai. Anh chị có thể thêm một ít cát hoặc là đất để chúng ta trộn và chúng ta trồng lại cây mai. Và sau khi anh chị mình trồng thì anh chị mình để chỗ nào nó mát, nó có bóng mát, để chỗ có bóng mát rồi anh chị mình giữ ẩm cho cây hàng ngày. Chúng ta phải giữ ẩm cho cây nha, để cho cây nó phục hồi lại. Thì đó là cái cách khắc phục đối với những cây mai mà chúng ta sử dụng chất trồng không đúng, dẫn đến bị cháy lá rồi suy cây. Rồi còn một cái nguyên nhân nữa mà dẫn đến cho cây mai chúng ta bị cháy lá, thì cái nguyên nhân này đa phần là những anh chị mình mới bước vào tập trồng tập chơi bị mắc phải, đó là sử dụng phân quá liều, sử dụng những cái loại phân, những dạng kích thích chúng ta sử dụng quá nhiều, sử dụng không đúng thời điểm,
cũng dẫn đến cho cây mai chúng ta bị cháy lá. Anh chị mình thấy cái những cây mai mà nó bị cháy lá, cháy ở mép rồi cháy ở đầu lá ha, nó cháy ở đầu lá rồi nó khô, nó đen, cái những cái lá non nó mới ra như vậy đây, những cái đầu lá non nhỏ như vậy nó mới ra, nó khô, nó cháy, nó đen lại, nó không phát triển được nữa. Thì đó là cái nguyên nhân anh chị mình sử dụng những cái loại phân bón không đúng thời điểm và sử dụng quá nhiều. Thì như em đã nói rồi, cây mình nó mới phát triển, mới phục hồi giai đoạn đầu thì mình cứ từ từ, mình cứ dưỡng rễ rồi chăm sóc nó bình thường, tưới tắm, tưới nước, tưới đồ cho cây nó đầy đủ, nó phát triển từ từ đi. Cũng có anh chị á, cây nó mới nhú ra, nó mới nhú cái lá chồi ra nhỏ xíu kìa, cái sử dụng NPK phun lên, sử dụng phân bón lá NPK phun lên thì vô tình làm cho nó cháy luôn, nó đứng lại luôn, nó cháy nó cái đầu đọt luôn, nó đâu phát triển được nữa. Đó. Rồi cũng có những anh chị lại sử dụng phân hữu cơ, cứ tưởng đâu phân hữu cơ là nó không có phạm phân, nó không có hại, bỏ cho một nắm, trong khi cây nó mới bắt đầu phát triển chồi non à, cho một nắm phân hữu cơ mà cái dạng viên nén á, à, cái dạng viên nén, ví dụ như anh chị cho cái phân bò á, một lượng một ít phân bò vô thì nó cũng còn đỡ đi, nó cũng còn nhẹ đi, nó đỡ hơn, cái nồng độ nó thấp, nó không có như những cái phân viên nén. Cho một cái lượng phân viên nén vô quá nhiều rồi nó làm cho nóng cây, nóng rễ, cái rễ nó mới phát triển ra làm cho nó nóng, nó đứng lại, nó cháy đầu rễ, thì cây nó không hút được nước, không hút được dinh dưỡng lên cung cấp cho lá nữa, thì bắt buộc lá nó phải cháy, nó phải hư, rồi dẫn đến cây nó suy. Nhiều khi anh chị mình thấy như vậy không biết là cây nó bị gì, rồi cái mua thuốc này thuốc kia phun xong rồi cái bắt đầu lại bón phân thêm nữa, thấy cây nó chậm phát, nó không phát triển mà lại tiếp tục bón phân vô nữa, thì cây càng dẫn đến cái cây mình nó càng dễ chết nữa, thì nó dẫn đến cho cái cây nó càng nhanh chết. Thì anh chị mình lưu ý cái chỗ này. Cho nên từ hôm giờ là cái giai đoạn đầu năm, bước vào cái giai đoạn chăm sóc cây mai trong cái giai đoạn đầu năm, em mỗi lần em chia sẻ là em cứ nhấn mạnh ha, em thường xuyên nhấn mạnh, em nhắc anh chị là cứ sử dụng nhẹ nhàng thôi, từ từ. Những loại phân bón các thứ hay là kích thích gì đó mình đưa vô là phải đúng liều lượng. Cái thứ hai phải có cái thời gian để cho cây nó hấp thụ, chứ đừng có vội. Đó, thì đó là những cái hiện tượng mà chúng ta sử dụng phân bón hay chất kích thích, hoặc là những loại thuốc, thuốc nấm bệnh hay thuốc sâu mà chúng ta sử dụng quá liều, dẫn đến cho cây mai chúng ta nó bị cháy lá, rồi nó khô đọt, hay là lá non nó ra nó bị dị tật, rồi nó dẫn đến suy cây, suy yếu cái cây. Đó, thì để mà khắc phục được cái tình trạng chúng ta sử dụng phân thuốc quá liều, anh chị mình trước tiên á là anh chị mình ngưng tất cả các loại phân bón nha, ngưng sử dụng tất cả các loại phân bón, và anh chị mình sử dụng cho em, và anh chị mình sử dụng đó là cái Amirin. Thì cái này em đã có chia sẻ cũng rất là nhiều lần, nếu mua không được cái Amirin thì anh chị mình ra chỗ thú y mua cái chai vitamin B12 này nè, ở chỗ tiệm bán thuốc thú y nha, mua cái vitamin B12 về chúng ta sử dụng là 2cc pha cho 1 lít nước. Anh chị mình có thể tưới dưới gốc hoặc phun trên thân cành, phun trên bộ lá để cho nó giải độc, giải phóng hết tất cả những cái phân bón hay là thuốc men gì mà chúng ta cung cấp cho cây nó bị dư, để cho cây nó ổn định, nó phục hồi trở lại. Thì cái thời gian mà anh chị mình phun hoặc tưới á, là mỗi một lần cách nhau 3 ngày. Chúng ta sử dụng 2 đến 3 lần như vậy ha. 2 đến 3 lần như vậy để cho cây nó giải phóng hết tất cả những cái độc tố đó đi. Và chúng ta để cây nơi có bóng râm, đồng thời giữ ẩm cho cây mỗi ngày nha. Đồng thời giữ ẩm cho cây mỗi ngày. Còn đối với những cây mà anh chị mình đã sử dụng
lỡ sử dụng một cái lượng phân bón mà dạng viên nén đó, phân bón hữu cơ nha, sử dụng cái loại viên phân bón hữu cơ hay là phân hóa học gì mà sử dụng một cái lượng phân quá nhiều trong cái giai đoạn cây nó mới phát triển như vậy đây, anh chị sử dụng quá nhiều thì anh chị mình có thể moi lên, moi bỏ hết cái lượng phân đó đi và sử dụng cái vòi nước ha. Chúng ta bơm xả cho thiệt nhiều nước vô để cho nó chảy thoát hết những cái phân bón mà nó còn tồn đọng ở trong cái chậu á. Chúng ta bơm xả thiệt nhiều để cho nó chảy hết ra. Rồi anh chị mình tiến hành sử dụng cái amylin hoặc là cái vitamin B12 để chúng ta phun xịt, phun tưới cho cây để cho nó giải độc hết ra. Thì cây nó sẽ ổn định và nó phát triển trở lại. Trên đây là những cái gì mà em rút ra được từ cái thời gian chăm sóc trên cái vườn mai của em. Thì em chia sẻ đến với anh chị. Hy vọng nó sẽ được góp được phần nào hữu ích giúp cho anh chị mình trong vấn đề chăm sóc cây mai. Đó thì clip tới đây em cũng xin phép được tạm dừng. Thì trước khi kết thúc em cũng xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi cũng như tin tưởng những gì em chia sẻ. Nếu thấy video em chia sẻ hay, hữu ích trong vấn đề chăm sóc cây mai thì xin hãy bấm cho em một like, bấm cho em một lượt like để thứ nhất là em có động lực để ra thêm nhiều video khác. Cái thứ hai, rồi còn anh chị nào mình xem sau mà thấy video em chia sẻ hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.